Hè đến rồi anh em ơi, nếu anh em có nhu cầu mua Free Fire hay thử vận may kim cương chỉ với 9k, truy cập ngay shop carrygaming.vn. Uy tín, giá rẻ, chất lượng, đường link carry để dưới phần mô tả và phần comment nha mọi người. Hello mọi người, mình là Gay đây. Và đây là Hùng cai dù 1m2 em ạ. Hôm nay mình đang ở Hà Nội rồi ấy. Thì 2 ngày nữa mình quyết định đi vào miền Tây, kiểu dạng bắt đầu hành trình từ Cà Mau đi ấy anh em ạ. Tại vì miền Bắc mùa này đang mùa mưa mà, nên mình quyết định vào trong đấy để mà đi anh em ạ. Khá là mệt mỏi luôn. Nên mình hôm nay mình với cả Thành Côn sẽ dừng nghỉ ở Hà Nội 2 hôm mới đi anh em ạ. Bây giờ mình với cả anh Hùng đi ăn rồi đi phố đi bộ. Anh Hùng bảo tán gái. Không, anh đi ghép đôi. Anh lại đi ghép đôi tiếp. Chắc thế thôi, không gặp bạn nào xinh thì không ghép. Anh Hùng review cho em quả dây em nào. Nghe bảo quả dây tạo. Đây em, đây nha, anh xin giới thiệu nha. Đây nó gọi tên của nó ấy là Louis Vuitton Chanel. Chanel, em phải đọc là Chanel. Nó có giá là 1.399 đô khi mà ở bên châu Âu, nhưng khi ship về Việt Nam thì nó mang giá là 38 triệu Việt Nam đồng, bao gồm cả tiền ship. Quả giày 38 triệu bằng cái flycam của em rồi đấy anh Hùng ạ. LV, người ta gọi là theo vì. Nhưng mà quả giày này có bay được không? Gọi là luôn, bay được em. Bay được luôn. Bên PT nhảy trên này xuống không? À, giày của em, flycam của em 38 triệu em bay được đấy. Ô, 38 triệu thật luôn ạ? Ừ. Thế thì bằng phải cái flycam máy đây đấy. Flycam máy đang dưới chân anh này. Thôi bây giờ anh em mình đi xe máy ra rival anh em ạ. Ok. Chén hết xong món này rồi ra phố đi bộ thôi anh Hùng nhỉ. Đấy anh em ạ, tụi mình quán chén hết là mấy đồ này xong là chuẩn bị đi ra phố đi bộ để mà ghép đôi anh em ơi. Đi ra tán gái đúng không? Anh Hùng suốt ngày rủ mình đi phố đi bộ tán gái chứ mình không muốn đi đâu anh em nhá. Mày rủ đi đấy. Gì? Ai rủ? Ok. Mày rủ đi phố đi bộ chơi mà. Thế à? Em ơi, hôm nay phố đi bộ đông quá anh em ạ. Kiểu hôm nay có ca nhạc ấy. Đấy mọi người thấy không? Phố đi bộ hôm nay cực kỳ đông luôn anh em ạ. Phun nghẹt đường không đi được luôn. Bây giờ mình phải đi kiểu kiếm anh Hùng ấy. Đấy bây giờ mình sẽ đi kiếm anh Hùng anh em ạ. Anh Hùng bị lạc rồi. Đông quá. Hoa thề luôn, đông cực kỳ luôn á. A few minutes later. Hiện tại mình đang ở chỗ ghép đôi các bạn ạ. Đấy, các bạn này đang xin cái bạn Facebook. Đông cực kỳ luôn á, tụi mình không thể chen vào luôn anh em ạ. Chỗ này thường là chỗ đông người nhất ở chỗ Lý Thái Tổ ấy anh em. Ở chỗ này ghép đôi cơ, đông người cực kỳ luôn á, không thể chen vào được luôn. Ôi trời ơi! Mai mới chia tay anh ạ! Mai mới chia tay! Đúng rồi, đúng rồi! Thật không? Đúng rồi! Thôi, toàn! Thật không? Cái gì? Mày ra! Mặt em nói thế! Mặt em nói thế! Thế này là em ơi! Thế là hai người ơi! Thế là có người yêu chưa? Có người yêu rồi đi sao? Em đùa thôi! Thế em đùa cái gì? Không! Chia tay rồi, chia tay thật! Thật! Thế như nào? Toàn rồi, toàn thật rồi vui em mà. Kenny nghĩ sao về câu thật?
thả thính của anh Hùng. Anh Hùng thả thính câu rằng là anh không có gì ngoài anh giàu. Non. Non. Non à? Đúng không? Bốc phét là giỏi đúng không? Anh Hùng không có gì giỏi ngoài bốc phét đúng không? Lòng anh toàn cất đây. Tay của tay của nó chủ động quá phải không? Không em không muốn lên ghế đâu. Không anh em không muốn lên ghế đâu vì đè dí mà. Anh cũng nghĩ sao cảm giác sau khi mình vừa vừa bị loại câu hai ạ? Lần đầu tiên bị loại khi mà không đeo mặt nạ cảm thấy rất là buồn. Và không có gì phải buồn thì chúng ta vẫn không buồn. Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi, chứ không phải đến nỗi mà phải buồn hoài, đúng không? Mưa nào mà không tạnh. Đây là sao lên ghép đôi phải đeo mặt nạ mà nhá. Để bị loại cho đỡ nhục em. Không bị loại em thấy đâu. Em thấy anh Hùng mà quen thế rồi nên em cũng okay, cực cũng à. Em không ngờ người anh của em là bị loại. Mai kiếm được cả. Mai đấy, sao lại? Anh Hùng đang buồn. Anh Hùng đang buồn rồi anh em ạ. Anh Hùng đang mà. Anh đi anh tội tình gì? Không đi anh. Alo alo alo. Rồi. Mày hỏi gì không? Anh thấy em có lúc có điện thoại nhá. Anh thấy thế nào khi bị em? Ok bình thường em cuộc sống mà. Anh quen rồi. Anh mẹ mười con nghỉ ở nhà rồi. Mày... Rồi ơi, không có số 11 thì có sao đâu. Số nó hơi lẻ đúng không? Cuộc đời nó còn dài lắm anh ạ. À. Bây giờ không có người yêu thì bây giờ không có người yêu thì mai có thôi mà. Mai mình ra tiếp. Hợp lý. Đúng không anh? Mai đúng không anh? Mai, đúng. Mai Hùng ra tiếp. Đấy chưa? Mai ra tiếp. Mai ra tiếp nha. Mai sau khi anh tự tin. 2000 years later. Hiện tại là 1:30 rồi anh em ạ. 1:30 đêm rồi. Đấy kiếm mãi không thấy cái xe. Tụi mình nhớ tụi mình để ở chỗ mà hàng gai, nhưng mà tụi mình kiếm đi kiếm lại gần một tiếng rồi, mấy vòng luôn. Thôi toàn. Vừa nãy là lấy xe máy đi kiếm là hết mấy vòng luôn, không thấy lấy xe máy của anh Hùng ấy. À bây giờ mệt mỏi quá anh em ạ. Vừa tăng vừa đi còn thấy cách tại hiện đúng 200m. Thế mà bây giờ cứ mò đi mò lại chẳng biết ở đâu. Kiếm gần một tiếng rồi ấy, nãy lấy xe máy đi kiếm không thấy. Mệt thật. Không nhớ kiểu rằng không nhớ chỗ nào luôn ấy, kiểu đường ở đây nó vòng vèo quá. Anh Hùng thì bây giờ là về hết rồi anh em ạ. Mệt. Hello. Anh đang bị mất xe à? Kiếm gần một tiếng rồi. Buồn quá anh em ạ, à, bị mất xe đã thấy còn mệt. Vừa nãy là đi cùng xe của bạn kia ấy, đi ngược chiều lại bị cơ động phạt 500.000 nữa. Ôi giời ơi. Hôm nay đúng số đen luôn. Họ bảo là mình nghe người dân bảo là tầm gì nhỉ? Tầm 6 giờ chiều mai là lấy là được. Ok. Xe không ạ? Mất xe chưa? Mỏi vai. Mỏi tay vai, không thấy xe à? He's a YouTuber. À, buồn quá anh em không thấy xe luôn, buồn. Này, nãy đi một tiếng là trời không thấy xe đâu. Nhưng mà người, tôi với Kenny đi tìm xe mất một tiếng hồ mà không thấy, không có đồ ai được. Bây giờ tôi được mất 500.000 nha. Thế được gì được? Hey, bây giờ. Trần Phương Thảo, Trần Thị Tường Vi. Yo. You have a lot of Vietnamese friends. Yeah. Ông ấy nói gì đấy anh Hùng? It's my Facebook. Kết bạn Facebook. À, kết bạn Facebook. Ông ấy nói tôi nè, như một đứa trẻ. À. Như một đứa trẻ. Tiền mẹ để lấy đi mẹ. Massage lấy ăn. Khi đi cùng nhau, khi về anh không có người đi chở đi cùng à? Có muốn đi vào trong đằng chợ hoa quả Long Biên để quay tí không? Chợ hoa quả hôm nọ vừa vào ăn phở ở đấy. Hôm qua ăn phở ở đấy. Buồn quá anh em.
đi, anh không đi một mình khi về về hai. Chưa đi chưa có người yêu, khi về đã có người yêu mất rồi. Gay. Sao lúc mày đi mày có xe máy về mới mất xe máy. Hả? Xe máy về mới mất xe máy. Em khi đi là đi cùng thành côn, khi về về cùng bạn này, em bạn này chở mình về. Thấy thì có đấm mình không đây? Nhưng mà bạn này có người yêu rồi anh em ạ, nên mình cũng đỡ đỡ. Nên Ly chắc cũng không sẽ không đấm đâu. Phải đi quá là quên mặt mình rồi mọi người ạ. Thôi bây giờ chắc video của mình đến đây kết thúc thôi. Bye bye anh em. Không có mú nữa chứ? Không có mú nữa chứ? Mú à? Mú hai đứa để xe kia nhờ. Gần 3 giờ sáng rồi anh em ạ. Hiện tại gần 3 giờ sáng rồi đấy. Thì nếu mà ban ngày. À đúng rồi, mình bảo bye bye anh em mà nhỉ. Bye bye. Hôm nay đúng ngày xui xẻo luôn. Xui xẻo.